chào cả nhà nha. Hiện tại thì em Duyên, cái dạ. Nhật ký với lại anh Huy Phúc cùng Bí Lượng nha cả nhà. Hôm nay Bí Lượng sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho tụi cho ba anh em chúng em đi tham quan Cà Tum. Dạ. Đúng không con? Dạ. Hiện tại là đang ở địa chỉ là không biết. Đâu rồi đấy anh? Không biết luôn, địa chỉ ở đâu không biết luôn nha cả nhà. Đây là Tây Ninh, huyện Tân Châu, tổ qua ấp Tân Thành, xã Tân Đông mọi người. Rồi. Địa chỉ là không biết. Thật sự rất là nắng luôn Duyên à. Nắng lắm. Rồi con đi đầu đi con đi theo cái chiếc đá. Nhưng chiếc đá dài lắm. Bước một bước cái chiếc đá mà hai bước cái cháu mình á. Đi lẹ lên coi cái chân gì mà ngắn quá vậy. Lượng ơi con thấy một. Đúng rồi, được thấp tới cao luôn á. À bây giờ hiện tại thì cả nhóm Duyên, Huy với Cá đang dẫn bé đi đi chợ mua ít đồ cho bé. Thì do tình hình là căng thẳng ở nhà lắm nên có thể là Huy sẽ tạm biệt mọi người. Huy có thể lên Sài Gòn sớm hơn. Huy lùi có đôi gà không? Lùi vậy? Chích mùa rứt cũng như sạc hả? À, thì để Duy có Cá ở lại đây nha cô chú chị anh mến. Trời ơi, mới đi nhanh như quỷ vậy, xin quay. Ok được rồi đó. Thì một chút xíu nữa Huy sẽ về sớm. Kinh hỏi nón. Nón ở đây không có. Con thích nón nào? Nón khớp và hơi nón khớp. Con nón khớp, chú sợ con bị nón đấy. Rồi quay qua, quay coi nhìn coi, đẹp không? Nó đẹp trai nè, nón này được nè. Cái nón này nhìn nó vẫn nó già lắm nha. Cái nón này vẫn đẹp hơn nè. Cái nón này vẫn đẹp hơn nè. Con thích nón này không? Em lấy xuống cho anh đi em. Lượm ơi, cho chú hỏi nay con đi đâu vậy Lượm? À, con có. Rồi Lượm ơi, cho chú hỏi con đi với cô nào vậy Lượm? Cô ơi, cô tên gì kìa, bé Lượm giới thiệu kìa. Cô tên Duyên. Kìa thấy rồi. À, đúng rồi, đó. Đây nè, mọi người ơi. Đây nè. Thích này không? Em ơi, có mẫu khác không em ha? Mình còn nhiều mẫu, em đi cho bé lựa em. Đó, ồ, cái này bự quá. Lên đường, ok. Rồi ra đây cho chú lựa. Thợ mời mua cho con này nha. Dạ. Trời ơi, con mấy rồi. Làm như ta bánh bèo như cá vậy. Cái này cũng được. Thợ mua cho con cái này nè, cái này dễ thương nè. Ôi, con không đâu. Cái này nó là màu lông chứ mình mang theo bụi bằng nó bắn nhào vô lắm. Ờ. Cái kia ôi, mà không sợ nó phai màu. Lượm ơi, thôi vậy mua cho chú Huy cái cặp đó. Thì chú mua đi. Với cặp khẽ chú Huy đi nha. Lượm ơi, con có đồng ý nãy giờ chú với cô cặp khẽ chú Huy hoài đúng không? Sao hả? Lượm ơi, mình khẽ nhau mới vui mà. Dạ đúng rồi, nó phải có không khí gì đó vui khẽ.
Thấy chưa, thấy chưa, bé đồng ý thấy chưa. Lượng ơi, thì chú còn cái nửa tiếng thì chú về Sài Gòn cũng được. Dạ. Chú cáo chú cô Duyên á, ở lại với con tới tối. Lượng ơi, con nhìn đây nè, con đội nón nó vô đẹp trai ghê. Lượng ơi, chắc con đi cắt tóc nữa Lượng ơi. Cắt tóc hả chú? Để con để cái máy vậy để mình chải á. Để con hay cắt tóc, chữ máy vậy con quen. Để về cho đẹp trai ha. Con thấy con đẹp trai rồi, con thấy xấu quá à. Kỳ con lại con coi cái mẫu nào con thích đi. Chú này đẹp nè Duyên ơi. Đẹp, ok đấy Duyên ơi. Hai cái này to hơn đó Duyên. Mình thấy màu xanh nó đẹp hơn. Màu xanh thì nó đẹp hơn. Rồi cái đó đi Duyên. Bé nó ok rồi. Rồi chốt ha. Lượm ơi chốt ha. Chốt. Chốt nha cả nhà. Chốt lấy cái cho nó. Không, con Duyên mua cho con cái này nữa nè. Cái gì vậy? Được không? Cái này là khi nào phải giáo chị cho cô mà kiếm 2 chữ, 3 chữ nè. Đó là mua lấy cái này cho chị nhé. Ừ, thì con cứ giữ để dành đó con. Ừ, con cứ dành đó. Rồi, let's go. Con thích không? Chào con thích, tại vì chỉ có quyền cái món cho lớn ra con thích. Rồi, mình về ha.